chào mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm clip này về vị tướng Slim Muzin nha các bạn. Với cái skin siêu cấp tối thượng. Thì đây là một cái skin mà khá là hot của vị tướng Slim ở thời hiện tại nha các bạn. Cực kỳ hot luôn, và đặc biệt nó là một cái skin miễn phí nữa anh em ạ. Một cái skin bậc SS mà được miễn phí, có thể nói là được một cái skin VIP nhất từ xưa đến giờ mà gọi là miễn phí của Liên Quân Mobile. Chắc là dành cho tri ân những anh em nào gọi là chơi gọi là trung thành đấy, giống như mình đấy các bạn. Chơi bao nhiêu năm rồi vẫn chơi Liên Quân, nên ra Garena muốn tặng cho anh em một cái gì đó VIP VIP. Và đây chính là vị tướng Slim thỏ 7 món nha các bạn. Trận này thì team mình nó hơi độc lạ Bình Phước một tí anh em ạ. Tại vì team mình mặc dù mình pick vị tướng Slim rồi nhưng mà vẫn có thanh niên ai da. Úi giời ơi. Đau, bình tĩnh anh ơi. Vẫn có cái thanh niên Violet kia, bạn ấy gọi là cầm AD nữa, mình không biết làm sao nhưng mà thôi kệ, không sao hết. Bởi vậy đâm ra mình quyết định gọi là để cho bạn ấy đi top, còn mình sẽ đi AD nha. Lúc đầu thì mình tính đi top cơ, nhưng mà thôi, mình cứ chơi theo cái chuẩn chỉ đi chứ. Không mất công anh em bảo mình là lại gọi là phá game nữa thì chết luôn á nha. Bạn ấy chọn sau nhưng mà bạn ấy lại chọn Violet thì mình cũng không biết được nào một lần anh em ạ. Úi dồi ôi, thôi xong rồi. Hay quá bồ ơi, hay quá. Trời ơi, rất tuyệt vời đến từ vị tướng Ibernet này, cố gắng ăn mạng xong rồi mình cứ chết cũng được anh em ạ. Biết ngay mà. Nhưng mà phải cố gắng trả thù cho bạn Ibernet chứ. Mình là một người AD chân chính mà. Nghe lời tỏ, kiếp này coi như bỏ. Nghe lời hảo, đảm bảo tương lai sáng ngời. Anh em hãy tin lời mình nha. Đừng có tin lời mấy em bé thỏ Slim này nha. Không được đâu. Nhằm nhanh nhồi là mình thấy không ổn rồi đấy. Wow. Lâu đeo ơi. Bạn ơi, lính của mình, bạn ơi. Trời ơi, có mấy con lính của mình thôi mà bạn cứ giành xe, bạn húp hết như thế à. Thôi thì mình đánh tạm cái thanh niên gọi là Arum này cũng được. Ui dồi, bị đánh kìa, bạn ơi, support ơi, vào đây cố lên bạn ơi. Cố lên, cố gắng cầm cự đi, mình tới giúp bạn từ đây. Hư nè, lao vào mà ăn nè, nằm xuống một đống liền anh em. Trời ơi, mình chơi Slim hơi bị đẳng cấp đấy. Ui dồi, phóng kìa, mình chơi Slim phóng rất là ghê nha các bạn. Bản chất vị tướng Slim hiện tại bây giờ thì mình thấy đam của nó cũng bé. Máu thì mỏng. Thật sự ra mà nói thì chơi vị tướng Slim này theo phong trào thôi. Chứ còn con này nếu mà để gánh tem thì không xịn bằng những cái vị tướng AD khác nha các bạn. Theo mình thấy là như thế. Còn anh em thì sao mình cũng không rõ nữa anh em ạ. Nhưng mà dạo này cái làn sóng cầm Slim nó tương đối nhiều anh em. Tỷ lệ cầm con này chơi rất là cao luôn. Tại vì nó có cái skin xịn đấy, hơn nhau cái skin đấy, nên là người ta mê là vậy đấy. Chứ mình cũng mong vị tướng Slim này là tăng thêm sức mạnh một tí nữa thì mới có thể gọi là đáng sợ được. Rồi xong luôn, cố gắng trả thù cho Ibernet rồi. Mừng quá tôi ơi, tôi hay quá trời luôn. Ủa? Sao vậy? Hình như là Violet em mình, bạn ấy lại ra vào giành bừng rừng của Nakoroth à? Đồ chơi mà chơi giành lan rồi bây giờ còn ăn cả rừng của người ta nữa ông cố ơi. Chơi gì kỳ vậy? Không ổn rồi đồng đội tôi ơi. Đánh cao thủ à, đại cao thủ ấy các bạn, đại cao thủ nha. Đại cao thủ mà như thế này thì chết toay rồi. Không hiểu kiểu gì luôn ấy. Mấy cái bữa mà mình không được đăng video ấy, là mấy hôm đấy thì mình cũng không có live chờ chim luôn các bạn ạ. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ cố gắng làm video đầy đủ và mình sẽ cố gắng live chim cho mọi người xem nha. Mình có live ở trên kênh Anh Hảo Live hoặc là trên kênh TikTok Anh Hảo Liên Quân đấy các bạn. Live thì mình live vào lúc thường mình sẽ live vào buổi tối nha. Thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ live ở bên YouTube. Còn từ thứ hai đến thứ sáu là mình sẽ live trên TikTok nha các bạn. Wow, chú cú lên chơi đó anh em ơi. Xúc nó, mày ha mày. Mày hả bưởi, rồi Nagrod chạy tới mà chạy đi không à? Ủa kỳ vậy? Chạy tới mà không gan mà chạy đi là sao ba? Rồi xong Illumiel, ý lộn, Lauriel đã nằm xuống rồi. Chết rồi. Trời ơi, cố lên bạn ơi, chạy về đi bạn ơi. Nó đông quá trời quá đất như thế này là làm sao mà đỡ được đây? Dính cái chiêu 1 của cái vị tướng Liliana nó thấm quá anh em ạ. Ai chả, thôi bỏ. Ôi giời ơi, xong đời vị tướng Ibernet luôn rồi. Chết rồi. Mày coi nó farm hết không chừa một cái gì kìa. Kìa ông Violet này, sao ông cứ farm hết của rừng vậy? Kỳ ghê luôn á. Mình chơi mình cũng phải gọi là
cái gì ta, cái gì nhở, vuốt mặt lấy mũi chứ đéo ai đi ăn hết bùa của rừng vậy. Mình ăn thì mình ăn mấy con to thôi, hoặc mình ăn mấy con nhỏ thôi, mình chừa lại cho người ta một miếng chứ. Ôi ở lại ăn mấy con quái đi chứ không mất công về phí quá, không có quái, không có quái, không có quái gì vậy, nghe thích cả mình cho nói. Thôi tôi đi về đây, đi cầu tiêu về đây rồi bà Violet, để bà ăn sạch bùa của rừng luôn các bạn ạ. Méo để tin được luôn đấy, nghĩ làm sao lại ra cái trò biến thái như vậy trời. Tôi mà tôi đi top tôi đâu có bao giờ tôi làm những cái điều mà vớ vẩn như thế này đâu. Không ổn rồi anh em ạ, có khi nào là thanh niên Violet này là tay trong của tem bên kia không ta? Mình thấy nó nghi nghi anh em ơi. Mấy cái thằng khứa này nó hay gọi là ấy lắm, mình sợ là tay trong anh em ạ. Đấy. Rồi phóng chúng này chết này, phóng cho chúng 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 bậc chiều cuối ông Phan đó, dứt nó dứt nó. Không còn đường về anh ơi. Zuka bay vào, Ibanez vỗ vào mông, vâng, một cái pha vỗ mông quá đẹp, quá đẳng cấp. Ấy có chừng tốc biến nhanh của nó cắn mình anh em ạ. Rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong. Một mạng đến dành cho Áo, mà hai mạng luôn kìa. Oai, trời ơi, Red Bull chơi bạn ơi. Chạy nhanh thế nhở. Khứa Illumia, đúng rồi, Liliana này chạy nhanh quá trời quá đất. Bùm, bùm, chiu. Một, hai, ba, phóng. Chà, chà, chà. Cái trụ trước cái đã được tính sau anh em ơi. Không có trụ thì không thể nào mà có vàng được. Phóng cái con quái vào này. Mình chơi Slim cũng không phải dạng vừa đâu nha mọi người. Trông vậy thôi chứ mình mà có support đánh hay hay, tem mình nó tốt tốt một cái là mình cân cả thế giới đấy. Bá đạo vô cùng đấy anh em ơi. Rồi, 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 rồi. Phóng nè. Một phóng một người bật luôn chiêu cuối phang của nó. Ây da, dính cái chiêu cuối của vị tướng teo nát. Dính thêm cái chiêu của vị tướng ấy nữa. Mày hả mày, dính thêm cái chiêu của vị tướng Adam nữa, thốn quá. Chơi này, lao vào lại lao vào nè. Ây da, ây da, ây da, teo nát nó bắn đầu quá trời quá đất quá rồi. Phóng nè, bụp chiêu, hơi đi về. Đi về, ôi chạy cái gì vậy? Cái đầu chân cái thằng Liliana này hay tiêu. Quá hay, quá đẳng cấp. 10 điểm bạn ơi. Hay đó. Bình tĩnh anh em, bình tĩnh thôi. Anh em chơi game đừng có chửi nhau quá chứ hả? Mình có thể gọi là chơi theo cái phong cách gọi là không trẻ trâu được không? Chơi mà chửi quá trời chửi luôn. Mình có thể chửi ở bên ngoài và không có thể chat lên cho đồng đội mình nghe được không? Hay ga ta? Violet xanh quá trời kìa mọi người. Ê ơi, nãy giờ nó lo farm lính tiền của nó quá trời luôn, 5k, 6k mấy luôn, tem bạn mới có 5k mấy à? À đồ, nãy giờ lo farm 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 cuối cùng cái kết ngon lành cành đào anh em ạ. Hay đó. Rồi rồi rồi, ăn hết rừng của Nagrod mà không gánh được team nữa thì thôi, tôi lại luôn ý. Nhưng mà bạn ấy ăn được 4 mạng qua Q vậy là êm rồi đó. Phóng cho một phát nè, phập nè. Tiếp tục ăn quái rừng của các bạn nào. Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi na, ăn đi na, có ai đâu mà, đừng có sợ, đừng có sợ. Nó mà ra đây là phóng pấp một cái vào mông nè. Rồi xong, rồi xong. Mày, mày, mày chơi này, chơi này, chơi này, chơi này, bơi vào đây, phóng nè, bơi vào đây. Đứng dậy đi, Rio Ma với chúng tôi à bạn? Bạn định thích Rio Ma, múa lửa lắc mông với chúng tôi à? Ca sa này anh em. Chờ có làm thịt con ca sa không thì làm luôn đi chứ còn đợi chờ gì nữa. Hay là đợi mình một mình ăn ca sa luôn hả, solo luôn hả? Phải mình cầm Fenix thì mình cũng chơi solo một mình rồi đó mà Slim không solo nổi con ca sa anh em ạ. Phóng vào trong cái bụi xem có thằng nào lúp lùm mà mình chơi nó. Anh em xem clip của mình thì cho mình một like với nha. Mấy hôm nay bị xích lại đâm ra không lũ video cho anh em xem được. Mới làm lại video 2 ngày hôm nay. Nếu mà hôm sau mà anh em thấy tự dưng mà mình không đăng video nữa là hiểu rồi ha. Là lại bị YouTube nó cấm rồi đấy các bạn ạ. Hình như là nếu mà đợt sau nữa mà mình dính gậy á. Là bị cấm hết 3 tháng không up được video anh em ạ. Còn dính thêm hai gậy nữa là xác định là kênh YouTube bay luôn, bay màu luôn. Nếu anh em mà thấy không đấy mình làm video thì mình anh em có thể qua kênh anh Hảo Like nhá. Đấy, có khi mình làm video mình up ở trên đấy tại vì kênh này nó bị cấm tù rồi. Bị cấm rồi ra phải quyết định gọi là di cư thôi. Mình sẽ cố gắng không để cho nó bị thêm gậy nữa anh em ơi. Ấy chà chà.
phóng nè, bập nè. Mày à mày, chỗ không ghê thế hả? Mình chơi Slim ghê phết anh em ạ. Đam bé bé mà gặp mình nó không cũng thuộc dạng là số má đấy. Mình chơi AD ghê mà. Ở mình biết chứ. Mấy con lính ở bên trên nó ăn mình mà không để ý mấy con lính này bây giờ nó cắn trụ nhanh cực kỳ anh em nhá. Rất là nhiều trận rồi đấy, lo combat quá cuối cùng để mấy con lính nó cắn một hồi cái trụ còn đúng cái nịt. Bốc hơi không một lời từ biệt luôn ấy. Ghê lắm. Đẩy thêm hai đợt lính lên lên trên cao luôn nè. Là không sợ là nó rình nó trộm này. Ó, ăn con quái này luôn. Ok, dứt. Get go. Chơi tụi nó anh em ơi. Chơi cái skin này nó nói nhiều vãi anh em ạ. Nó nhức đầu luôn đấy. Nói liên thuyên. Nói tùm lum, nói lộn xộn lộn tùm lum bên trên đấy. Mày. Hay quá. Ui, Zuka tới à. Mày phóng cho mày chết thư nè. Chơi Zuka luôn, bật cuối cùng lên, phang nó tốc biến pam cái thằng Zuka nè mày. Mẹ nó. Tính ăn Zuka mà ai ngờ đâu gặp ngay cái ông Ryoma, Zuka bay lại cái mình húp Zuka xong rồi mình cũng tèo. 2-1 thì không chột được cũng què anh em ạ. Cũng may mình vớt vát lại được em Zuka là ngon rồi. Không có Zuka và đấy nó lao vào có khi là mình hốt luôn thanh niên Ryoma ấy. Nhưng mà hai thằng nó đông quá. Ồ thôi thì không sao hết. Lên cho nó cái ủa cái này cái giáp hồng mạnh mà. Thần gì cung bên này bác ơi, giết thần cung bên này bác ơi. Giết thần cung nhưng mà mình toàn đọc là thần diệt cung không à. Đọc lao he. Cũng không sao hết, đọc nhầm tí chả sao cả. Mình hay đọc nhầm tên tướng lắm anh em ạ. Dạo này lú lẫn rồi. Đâm ra thì nó không còn được minh mẫn như ngày xưa nữa. Đọc toàn nhầm tên tướng thôi. Lao vào. Ôi nó cắn tui kìa anh ơi. Có cắn tui. Đấu săn tụi nó. Dám cắn tạ mày nha mày. Mày cắn đi. Cắn đi. Bay vào là bay màu luôn nha anh trai. Ui dồi ôi. Cố lên. Lại một thằng nữa lao vào. Ui giời ơi ôi. Mày nghe con tốc biến vào đấy là xử luôn thằng Zuka đấy. Hứa mọi người luôn. Violet thì thừa sức giữ cái trụ này rồi. Ủa. Bắn nó đi, bắn cái con lính kia. Ủa sợ nó có chiêu cuối mèo đâu. Sợ cái gì vậy? Trời ơi là trời. Mình vay cái trời em à. Ôi ơi, vậy mà để mất cái trụ xàm. Dã mà luôn cái thằng Arum nó. Hồi nãy nó cắn mình rồi, nó mất chiêu cuối rồi. Nhưng mà nó hù Violet thêm mình anh em ơi. Vậy mà Violet thêm mình nó sợ kìa. Đéo biết là mình nó mất chiêu cuối rồi trời. Mình mà chơi Violet mình ra mình bắn thi mẹ luôn. Mày đứng lại mình nhây không? Tao bắn mày chết luôn, bắn tục quần mày luôn chứ ở đó mà nhây à. Ôi ơi, nó chơi đòn tâm lý mà Violet thì mình nó sợ. Nó sợ cái thằng Arum nó lấy chiêu cuối nó cắn anh em ạ. Ôi ơi, hàng về, đừng có sợ. Tất cả đã bị tao bao vây. Mày hả mày băm nè, mày nè, bật luôn cái cung chơi tụi nó, dứt tụi nó, hãy xem đây. Yeah, thập chiêu, 1, 2, 3, tốc biến chơi nó, ui ôi. Ảo teo. Teo na nó bắn mình chết luôn anh em ạ. Đỉnh mạnh đấy chứ mình phóng cái chiêu một trúng rồi. Mình tốc biến để mình né. Cái pha đấy anh em biết tại sao mà mình tốc biến không? Tại vì á là mình sợ cái thằng Zuka nó bay vào. Nó ulti cộng tốc biến. Nó bay vào là nó đủ tầm. Tâm ra mình tốc biến để mình né cái chiêu của vị tướng Zuka. Mà Zuka nó méo bay vào mà teo na nó bắn mình chết luôn. Vãi lồng thiệt. Quá hay ơi. Tem bạn gà vậy. Tem win là trời ơi. Tôi gánh team thấy mẹ luôn. Điếu ai khen. Lại còn bảo tem bạn gà nữa chứ. Trời ơi tôi gắn team nè mấy anh ơi. Tôi gắn à. Gắn quá chỉ gắn luôn. Gắn tụt quần luôn á. Không tin đúng không. Coi MVP nè. Trời ơi gắn cỡ đó đâu. Nó lại bảo tem bạn gà. Tem bạn đánh hay muốn chết luôn. Do tem mình cho mình gắn thôi. Thắng cho tôi gắn. Bại cho tem gà. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Bye bye. Thấy chưa anh em thấy MVP chưa? Quá là đỉnh luôn đúng không anh em? Bye bye mọi người nha.